Phạm Anh Khoa bất ngờ chuẩn bị trở lại ca hát sau scandal gạ tình. Mới đây, thông tin Phạm Anh Khoa sắp trở lại biểu diễn trong live show của nhạc sĩ Trần Quế Sơn vào cuối tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Đây cũng là lần đầu nam rocker trở lại sân khấu chuyên nghiệp sau 3 tháng ngập lặng vì scandal gạ tình đồng nghiệp nữ. Ngay sau khi thông tin vừa được công bố, nhiều dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ và tranh cãi gay gắt. Phần đông ý kiến trên mạng xã hội đều kêu gọi tẩy chay ca sĩ lẫn ban tổ chức vì đã quá dễ dãi với kẻ từng bị tố quấy rối phụ nữ. Nếu vụ việc xảy ra ở Hàn Quốc, có lẽ những nghệ sĩ như Phạm Anh Khoa đã xấu hổ sống ẩn dật suốt đời, không dám xuất hiện trên đường, chứ đừng nói là lên sân khấu lớn. Vậy mà ở Việt Nam, anh ta vẫn được bạn bè, đồng nghiệp nâng niu, giúp đỡ để trở lại. Thật không hiểu nổi. Là khán giả đã quá dễ dãi với Phạm Anh Khoa hay bầu show và chính ca sĩ đang coi thường khán giả? Chẳng ai muốn mua vé xem Phạm Anh Khoa diễn đâu. Làm ơn có tự trọng và đừng trở thành một mình béo thứ hai. Nhiều khán giả tỏ ra bất mãn với sự trở lại của Phạm Anh Khoa. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng dư luận nên rộng lượng với nam rocker bởi anh đã nhận lỗi và lên tiếng xin lỗi nạn nhân cũng như công chúng. Người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại. Khán giả nên cho người ta một cơ hội để làm lại từ đầu. Phạm Anh Khoa còn phải kiếm thêm thu nhập cho gia đình vì anh ta là trụ cột chính. Nếu tẩy chay không cho Phạm Anh Khoa đi hát thì vợ con anh ta sẽ sống ra sao? Một khán giả có tên Thanh Tâm chia sẻ quan điểm. Trong khi đó, về phía chủ nhân đêm nhạc, nhạc sĩ Trần Quế Sơn, khi chia sẻ với báo giới, anh cho biết Phạm Anh Khoa có mặt trong buổi biểu diễn vì nam ca sĩ có mối quan hệ thân tình với mình. Giọng ca của nam ca sĩ cũng phù hợp với bài hát trong chương trình. Bản thân tôi làm show để kỷ niệm, tưởng nhớ thi sĩ Bùi Giáng, nên không đặt nặng doanh thu bán vé. Hơn nữa chúng tôi cũng không quan tâm đến scandal đời tư của Phạm Anh Khoa, bởi ngoài đời anh ấy vẫn là một đồng nghiệp tốt. Chưa kể Phạm Anh Khoa cũng không bị cấm diễn, nên không có lý do gì mà chúng tôi không mời cậu ấy, nhạc sĩ Trần Quế Sơn giải thích. Bất ngờ trước diện mạo mới của Phạm Anh Khoa sau scandal gạ tình chấn động Vbiz. Thời gian qua, scandal giữa Phạm Anh Khoa và ba cô gái được cho là nạn nhân của việc gạ tình đã gây xôn xao khắp nơi trong dư luận. Tại đó, rất nhiều người bức xúc trước hành động này của nam rocker và yêu cầu phải có một phản ứng cụ thể từ phía anh. Khi mọi thứ đứng lên cao trào, Phạm Anh Khoa đã chính thức mở họp báo để thừa nhận hành động của mình và xin lỗi đến tất cả những người ảnh hưởng. Cụ thể, anh xin lỗi các nạn nhân Phạm Lịch, Nga Mi, MP và những hành động khiến các cô gái ảnh hưởng đến tâm lý. Anh xin lỗi cả vợ con, các đồng nghiệp, nhãn hàng. Câu chuyện này đã gây tranh cãi dữ dội, thậm chí một số nghị sĩ khác trong showbiz Việt cũng khó lòng chấp nhận. Đến nay, sau gần 3 tháng scandal xảy ra, khán giả vẫn chưa thấy sự trở lại của Phạm Anh Khoa và có lẽ đây là phốt lớn nhất mà anh mắc phải trong sự nghiệp. Mới đây nhất, bà xã nam rocker đã đăng tải hình ảnh của anh ở thời điểm hiện tại. Mọi người rất ngạc nhiên khi thấy Phạm Anh Khoa trông gầy gò hơn, thậm chí mái tóc dài xoăn cũng đã bị cắt phăng đi. Nam ca sĩ đã phải đổi nón để tránh những ý kiến bàn tán về việc cạo đầu. Dù ở hoàn cảnh nào, Phạm Anh Khoa cũng không từ bỏ niềm đam mê của mình với âm nhạc. Rất nhiều khán giả đã ngỡ ngàng với hình ảnh của anh ở hiện tại. Cách đây không lâu, chị Thùy Trang cũng chia sẻ một số khoảnh khắc chơi đùa của chồng và các con, nhưng mái tóc của anh vẫn như cũ. Có lẽ việc cạo trọc chỉ được thực hiện trong vài ngày gần đây. Phạm Anh Khoa bị mất trang cá nhân, tinh thần u uất, luôn nhốt mình trong phòng sau scandal gạ tình. Hồi tháng 5, Phạm Anh Khoa lao đao vì bị một số cô gái lên tiếng tố có hành vi gạ tình, tấn công tình dục. Phạm Anh Khoa ban đầu phủ nhận nhưng vẫn không tránh được sức ép từ dư luận và phản ứng từ phía các nạn nhân. Sự việc chỉ tạm lắng xuống sau khi nam rocker lên tiếng xin lỗi các cô gái và thừa nhận những hành vi chưa đúng mực của mình. Sau 2 tháng, vợ Phạm Anh Khoa, chị Thùy Trang lên tiếng về cuộc sống của chồng trong một bài phỏng vấn gần đây. Một số bức ảnh do chị đăng tải trên trang cá nhân với sự xuất hiện của Phạm Anh Khoa cũng thu hút sự chú ý. Chị Trang lên tiếng bên vực chồng, cho rằng Phạm Anh Khoa có lỗi nhưng không đáng để chịu tổn thất nặng nề đến vậy. Chị tiết lộ hậu scandal, Phạm Anh Khoa luôn sống trong tâm trạng, tinh thần u uất, thích nhốt mình trong phòng. Về khả năng để anh trở lại với âm nhạc đang là con số 0. Giữa tâm điểm sự việc, trên Facebook Phạm Anh Khoa xuất hiện dòng status lạ, được đăng tải sau khi Phạm Lịch bức xúc phản ứng lại những chia sẻ của Thùy Trang. Tài khoản này đăng tải status, haha, khiến dư luận đoán già, đoán non. Theo chị Trang, trang cá nhân của nam ca sĩ đang bị hack. Những gì đăng tải ở thời điểm này đều không phải do Phạm Anh Khoa chia sẻ. Phạm Anh Khoa sinh năm 1985, trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2006. Anh gây ấn tượng với phong cách âm nhạc cá tính, mạnh mẽ. Theo đuổi dòng nhạc rock, Phạm Anh Khoa được nhiều bạn trẻ yêu mến qua các ca khúc Nghe, Làm Sao Nói Hết, Phá.
Scandal nổ ra khi anh cùng vũ công Phạm Lịch tham gia cuộc thi âm nhạc Trời Sinh Một Cặp. Trong quá trình làm việc chung, Phạm Lịch bức xúc về thái độ và những hành động của huấn luyện viên nên lên tiếng tố cáo. Sự việc trở nên ầm ĩ khi hai bên đôi co và bảo vệ danh dự. Cuối cùng, Phạm Anh Khoa bị cắt sóng, gạch tên khỏi các chương trình âm nhạc, chấm dứt hợp tác với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc ở vai trò đại sứ hình ảnh. Vợ Phạm Anh Khoa hé lộ góc khuất đằng sau scandal gả tình của chồng với sự thật hoàn toàn trái ngược. Sau 2 tháng ồn ào với nam rocker Anh Khoa, dường như câu chuyện vẫn chưa im ắng khi vợ anh bất ngờ lên tiếng chia sẻ về tình tiết phía sau. Đây có lẽ là lần thứ hai vợ nam ca sĩ khiến dân mạng dậy sóng vì lên tiếng bên vực chồng sau hơn 2 tháng xảy ra scandal. Vào tháng 5 vừa qua, dư luận chấn động trước thông tin nữ vũ công Phạm Lịch lên tiếng tố cáo ca sĩ Phạm Anh Khoa có hành vi gả tình. Scandal khiến hình ảnh Phạm Anh Khoa bị ảnh hưởng nghiêm trọng và chỉ kết thúc khi đích thân nam ca sĩ lên tiếng thừa nhận những hành vi sai trái của mình và gửi lời xin lỗi tới nạn nhân. Phạm Lịch cũng đã chấp nhận lời xin lỗi này và bỏ qua sự việc. Những tưởng công chúng đã tha thứ, mọi chuyện dần trôi vào quá khứ. Bất ngờ mới đây, vợ Phạm Anh Khoa đã chia sẻ sự thật phía sau câu chuyện gả tình của chồng. Theo đó, chia sẻ trên một trang điện tử, Thùy Trang cho biết 2 tháng kể từ khi ầm ĩ xảy ra, cô vẫn chưa thoát khỏi cảm giác tồi tệ. Mọi thứ ập tới quá nhanh, khiến bà xã nam ca sĩ không thể lường trước mọi việc. Những gì Thùy Trang làm được chỉ theo bản năng, và rồi cuộc sống gia đình luôn bị đảo lộn, không quay về như lúc ban đầu. Theo đó, trong một bài phỏng vấn, Thùy Trang bất ngờ tiết lộ những câu chuyện còn ẩn khuất sau scandal gả tình của chồng. Vợ Phạm Anh Khoa chia sẻ tại trang báo mạng. Điều khiến tôi hối hận nhất chính là đã thuyết phục, động viên Khoa thực hiện đoạn video. Toàn bộ cuộc nói chuyện diễn ra trong 3 tiếng đồng hồ với những đấu tranh, phản biện giữa đại diện tổ chức và Khoa chỉ được gói gọn lại bằng 45 phút cùng một câu nói. Ở showbiz, vỗ mông nhau cũng là một cách chào hỏi. Bà xã nam ca sĩ còn cho biết, 4 năm trước, vợ chồng cô tham dự đám cưới của một người bạn tại Vũng Tàu. Tại đây, Phạm Anh Khoa có những hành động đùa giỡn thân mật với MP, stylist giấu mặt và sau đó được chính cô dặn dò. Lúc thu dọn đồ ra về, tôi nghe một người khác kể, anh Khoa và chị MP vẫn đùa giỡn, kéo nhau vào một căn phòng. Không ngờ sau này những hành động đó là được MP nói với báo chí thành bị khóa tay, ép vào tường tấn công tình dục. Chúng tôi đã liên lạc với nhân chứng ngày hôm ấy, người này xác nhận cả Khoa và MP đều tung hứng với nhau. Tôi không bênh vực Khoa, nhưng liệu một cô gái sẵn sàng ngồi lên đùi người đàn ông đã có vợ, vui vẻ ôm ấp rồi đùa giỡn với anh ta thì có đàng hoàng hay không? Và quan trọng hơn, liệu có thể coi đó là bị tấn công tình dục? Vợ Phạm Anh Khoa lại chia sẻ thêm lần nữa tại kỷ niệm ở Vũng Tàu cách đây 4 năm trước. Chưa dừng lại, vợ nam ca sĩ rocker cũng chia sẻ thêm về câu chuyện với Phạm Lịch có những điều công chúng chưa biết. Theo lời vợ nam rocker, một tháng trước khi ồn ào nổ ra, nữ vũ công và giọng ca nhạc rock bất đồng quan điểm trong âm nhạc khiến Thùy Trang phải đứng ra giải hòa. Sau đó cả hai khá vui vẻ, nhưng không biết vì lý do nào Phạm Lịch lại nhắn tin cho anh Khoa và đòi gặp Thùy Trang thời điểm bắt đầu trong chương trình Trời Sinh Một Cặp. Lịch muốn Khoa thừa nhận anh đã đòi cái gì đó mà cô ấy không đáp ứng. Lịch còn gửi cả những đoạn chat giữa Lịch với vũ công Nga Mi và đe dọa. Nếu cái này tung ra thì sao nhỉ? Hai người nói qua nói lại, cho đến khi Khoa nổi điên lên vì tin nhắn. Anh sống bẩn vậy, sao dạy được con? Bà xã nam ca sĩ chia sẻ. Trước câu hỏi tạo điều kiện cho chồng hoặc bị Phạm Anh Khoa qua mặt vì những buổi tập, Thùy Trang đều không có nhà và có lần giọng ca sinh năm 1985 mở cửa đón Phạm Lịch trong tình trạng trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm. Cô giải thích, nếu không tin tưởng, tôi đã không để Khoa ở cùng Lịch. Lần quấn khăn tắm là do Khoa mới đi đá banh về. Chính Khoa nói với tôi rằng anh ấy đã đơ khi gặp Phạm Lịch ngoài cửa và nghe cô ấy phàn nàn, em không thích anh mặc vậy đâu nha. Cảm giác của Khoa là xấu hổ vì không làm gì mà bị ai đó nghĩ xấu. Lịch tới lúc 19 giờ, đến 21 giờ thì tôi về. Lúc đó Khoa đang chơi game, Lịch ngồi xem. Tôi thậm chí còn để Lịch ngủ lại nhà mình vì sợ cô ấy đi về đêm hôm không an toàn. Nếu chuyện gạ gẫm có xảy ra, tại sao Lịch không về nhà ngay để báo cho tôi mà còn ngồi bình thản ở đó? Còn lần tôi về quê, tôi đã lên kế hoạch từ trước, chứ không phải Khoa cố tình đẩy tôi đi để có cơ hội làm gì Lịch. Ngay cả những tin nhắn đề nghị đổi giờ tập của Lịch, Khoa đều đưa cho tôi và nói tôi sắp xếp, sau đó thông báo lại cho cả hai. Và cũng mới đây, trên Instagram cá nhân của Thùy Trang cũng đăng bức hình đầu tiên của chồng mình sau scandal. Dù là cấp trục phía sau, nhưng công chúng có thể thấy rõ vẻ gầy guộc, tiều tụy của Phạm Anh Khoa. Bà xã anh viết một dòng trạng thái động viên. Con người càng sở hữu nhiều thì càng sợ mất. Nhưng khi suy nghĩ lại, thật ra chúng ta vốn dĩ không có gì hết, ngại gì làm lại từ đầu.